giờ đang khóa là cứ nhốt khóa à. Rồi. Là khóa hai đứa này là khóa. Rồi mình đâu nhưng đều được điểm mức quạt này được không? Giờ mình sẽ đăng nhập vô là bấm hai này. Chọn cái số 12. Chọn số 0. Xong rồi đó. Mình cũng thấy ra mình bấm hai nút này. Là nó đang trong trạng thái mở khóa. Đấy, đúng rồi. Là mình chỉnh. Rồi, bây giờ là nó ra màn hình bình thường rồi đó, giờ là mình mở khóa rồi. Này chỉnh cái này được. Cái này là nó tối ưu nhất nên chỉnh cái này. Thì bình thường cứ khóa đi, lỡ có ai lỡ bấm thì nó cũng không sao. Còn nếu như mình nhắn mình tắt cái này là nguyên hệ thống không có làm lạnh. Đấy, đúng rồi. Cái này là nút power. Là bây giờ là quạt, là auto, còn nhiệt độ là mình thay đổi được. Đấy, đúng rồi, nhiệt độ thay đổi thoải mái. Quạt auto là nó sẽ auto như thế này. Để em chỉnh lại khóa rồi. Đó, số 2 là khóa. Em khóa ra. Em khóa rồi đó. Khóa. Nhiệt độ hiện tại là đang là 20, cái nhiệt độ hiện tại là đang là 22. 22 nhiệt độ hiện tại em set đang là 20. Thì máy nó sẽ chạy hết công suất luôn. Chạy 50 Hz. Một cái đến khi nào nó bằng nhiệt độ thì nó sẽ chạy nhiệt độ thấp vậy thôi. Wow. Còn cái này, hàng này bình thường của nó là gì? Chế độ thổi hả? Không, này bình thường, chứ con này không xài. Không xài. Nó tuyết như cái đầu bình thường nước rồi, không có xài. Chỉ có gì đâu. Cảm ơn. Còn cái cửa này.